Sáng ngày 6 tháng 10 tại thôn Sông Hải, xã Thạch Sơn, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh, nhiều hộ dân đang lo lắng, cố gắng vớt từng con cá chết thoi thóp trong lồng bè, đưa lên bờ để bán cho người dân và thương lái. Cá bị chết phần lớn là cá chẽm, khoảng từ 0,5 kg đến 7 kg một con. Chiều ngày 6 tháng 10, ông Trần Hữu Nghĩa, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Thạch Sơn cho biết, ước tính sơ bộ có khoảng 50 tấn cá nuôi trong lồng bè bị chết. Trong đó, con cá có cân nặng nhất khoảng 6-7 kg một con, nhẹ nhất 0,5-0,7 kg. Số cá này của 56 hộ dân ở thôn Sông Hải, nuôi trên sông Ngàn, trên diện tích nuôi mặt nước khoảng 20 hectare. Ước tính tổng thiệt hại kinh tế gần 10 tỷ đồng. Đến thời điểm này đã kêu gọi mọi người thu mua, tiêu thụ cá được khoảng gần 90%, còn lại khoảng hơn 10% đang tiếp tục kêu gọi mọi người hỗ trợ thu mua giúp dân. Theo nhận định bước đầu, do những ngày qua mưa lớn, chất lượng môi trường nước tại khu vực nuôi cá bị suy giảm, kèm theo nhiều chất bẩn xả ra sông Ngàn, gây thiếu hụt oxy, khiến cá bị ngạt và chết. Hiện các cơ quan chức năng đã lấy mẫu nước và mẫu cá tại các lồng bè nuôi để tiến hành phân tích làm rõ nguyên nhân.